Duy Mạnh chấn thương nguy cơ lỡ King Cup. Hậu vệ Đỗ Duy Mạnh của đội tuyển Việt Nam chấn thương Trần Sương Sên, chưa chắc tham dự giải giao hữu trên đất Thái Lan hè này. Đỗ Duy Mạnh chấn thương trong trận thua 1-4 trên sân của Thanh Hóa ở vòng 9 V-League 2019 và cần khoảng 2-3 tuần để hoàn toàn bình phục. Thiếu vắng Duy Mạnh là tổn thất lớn cho đội tuyển quốc gia bởi anh luôn là hòn đá tảng ở hàng thủ dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo.